Cá nó là một cái điều thực sự là cũng là điều duy tâm. Tôi thì tôi lại ấn tượng đến cái chi tiết mà anh đã nói ngay trước trận là trường hợp của Lucio của Inter Milan đã ghi bàn thắng, và đúng là như anh đã linh cảm, có lẽ đấy là một cái màn báo trước rằng Bayern Munich đã có được một cái kết quả tốt đẹp. Và đúng như như anh cũng đã liên hệ một cái liên hệ rất rất hay khác là đúng là Bayern Munich đã thắng trong một cái ngày MU thua, và đúng là người ta đã liên tưởng về cái thảm họa ở thế kỷ trước. Vâng, và cho đến lúc này thì với tôi, trận thua của Manchester United vẫn chỉ là một câu chuyện của ngày cá tháng 4 của tôi. Tôi vẫn chưa thể tin nổi. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn trở lại với thực tế là kết quả của các trận đấu khác đã kết thúc. Và xin mời các bạn cùng đến với cái bảng kết quả của chúng tôi. Kết thúc các trận đấu diễn ra ở lượt trận ngày hôm nay, Lille vẫn duy trì được thành quả mà họ có được trong hiệp 1 để giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân của Trabzonspor. Napoli vẫn có được chiến thắng 2-0 trước cầu thủ Villarreal. Như vậy ở bảng A thì Bayern dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối, đến thứ hai là Napoli với 4 điểm, Villarreal và Man City là hai đội xếp ở các vị trí tiếp theo. Real trong hiệp đấu thứ hai đã có thêm một bàn thắng nữa được ghi do công của Benzema, trong khi đó Lyon giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Dinamo Zagreb. Benfica vẫn có được chiến thắng 1-0 trước cầu thủ Galati, và với chiến thắng mà cầu thủ Benfica có được trước cầu thủ Galati thì họ đang xếp ở vị trí thứ hai, xếp thứ nhất đang là cầu thủ Basel. Đó là kết quả của những trận đấu đã kết thúc ở lượt trận ngày hôm nay. Vâng, đó đều là những kết quả, và tất nhiên tất cả đều không thể gây chú ý bằng thất bại với tỷ số 2-3 của cầu thủ Manchester United ngay trên sân nhà trước cầu thủ Basel. Vâng, vừa rồi là những kết quả mới nhất từ những trận đấu đã kết thúc. Vâng, một lời bình luận cuối cùng cho những trận đấu đã qua. Ngày hôm nay là một ngày rất buồn của bóng đá Anh. Hai đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng thì lại trở thành nỗi thất vọng ở Premier League. Ngày mai chờ đợi gì ở những đội bóng Anh? Đa Anh đây, anh Tuấn Anh. Tôi nghĩ rằng là có một thực tế là ở thời điểm hiện tại thì dù giải ngoại hạng Anh ở Việt Nam chúng ta mọi người vẫn đánh giá là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng có thể nói là với những gì đã diễn ra tại UEFA Champions League và với những gì đã diễn ra tại Europa League trong những mùa giải gần đây thì thật khó để cho những đội bóng của xứ sở sương mù có thể gây được bất ngờ, gây được những sự cạnh tranh thực sự lớn đối với những đội bóng khác tới từ các giải vô địch quốc gia của Tây Ban Nha, La Liga hay Serie A. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, vậy còn anh Đức Nam, anh chờ đợi gì khi ngày mai Chelsea gặp Valencia, Juan Mata trở lại sân Mestalla để gặp lại đội bóng cũ, và Fernando Torres có dịp thể hiện mình trên đất Tây Ban Nha? Tôi chờ đợi một điều là Valencia đã để thua hai lượt gần đây nhất trước thủ Chelsea trong những lần đối đầu tại Mestalla với tỷ số 1-2, và tôi đang chờ đợi là màn báo thù của Valencia. Thực sự là tôi không tin tưởng vào cái khả năng của Chelsea, một đội hình già nua, cho dù trong đội hình của họ có Torres và Juan Mata, những người đã quá hiểu La Liga. Ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là năm nay Valencia mặc dù đã thiếu vắng đi khá nhiều những cầu thủ quan trọng, nhưng mà với sự tỏa sáng của Soldado cùng với rất nhiều những cái thủ khác thì họ, tôi nghĩ rằng tôi đặt niềm tin vào một chiến thắng dành cho Valencia. Những gì mà chúng ta đã được thấy trong trận đấu mà Valencia đã khiến cho Barcelona phải toát mồ hôi mới có thể có được một điểm đủ để cho chúng ta thấy rằng đây sẽ là một trận đấu mà Manchester, các cầu thủ Chelsea sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Vâng, và có vẻ như đội bóng đang gặp nhiều bất lợi nhất ở giải ngoại hạng là Arsenal lại là niềm hy vọng lớn nhất của xứ sương mù ở lượt trận này, phải không anh? Vâng, như phần giới thiệu của chúng tôi ngay sau phần chạy hình hiệu bình luận của chương trình, ngày mai sẽ là trận đấu giữa Valencia và Chelsea, một trận đấu rất đáng chú ý, được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài Truyền Việt Nam. Mặc dù vậy, ngày mai chúng ta vẫn còn rất nhiều những điều để bàn luận với nhau với những kết quả đã diễn ra sau lượt trận mà chúng ta vừa được chứng kiến. Các bạn thân mến, buổi bình luận UEFA Champions League ngày mai của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn phần tham gia bình luận của nhà báo Đông Nam, của bình luận viên Tuấn Anh. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.